Thưa quý vị, vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 làm chết 56 người, 37 người bị thương là hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư trong cả nước. Nguyên nhân cháy cũng đã được cơ quan điều tra xác định. Còn nguyên nhân nhiều người tử vong trong vụ cháy là do không có lối thoát nạn thứ hai và người dân thiếu kỹ năng ứng phó. Tại Đà Nẵng, thực trạng công tác thoát nạn tại các chung cư cao tầng ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV qua phóng sự hai kỳ Đà Nẵng tăng cường đảm bảo công tác chữa cháy và thoát nạn tại các chung cư. Trước hết là kỳ 1, thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và thoát nạn tại các chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dãy chung cư 7 tầng phía nam cầu Cẩm Lệ. Bên ngoài các ban công cao tầng của dãy nhà này đã bị các hộ dân rào kín. Trong lối hành lang gần cầu thang bộ, hộ dân này để vật dụng ngổ ngang lấn chiếm cả lối thoát hiểm. Chủ nhà tự ý hàng kín không chừa cả lối thoát hiểm. Cái đây là từ tôi làm, tại vì con hắn còn nhỏ. Thời gian tôi về đây là con rất là nhỏ, nó hay leo trèo. Là tôi sợ, nhưng mà bây giờ yêu cầu thì tôi tháo ra, rồi xong. Cùng dãy chung cư này, nhiều nhà đã rào kín, nhưng có chừa cửa để thoát hiểm nhưng lại khóa chặt. Khi đoàn kiểm tra đề nghị mở cửa thoát nạn, thì chủ nhà loay hoay mãi vẫn không nhớ ra mã số. Trước đây là mình khóa số thì mở ra cũng nhanh, nhưng mà thao tác thì cũng bị có khóa lâu ngày nắng mưa mấy anh. Nên nó sẽ bị rít, khi có bị sự cố là mình sẽ mở hơi lâu xí. Cho nên mà để mà tốt hơn á, thì sẽ móc lại thôi, không có khóa nữa. À, để mà những trường hợp mà khẩn cấp như cháy nổ hoặc những cái gì liên quan tới thoát nạn thì sẽ nhanh hơn. Theo phản ánh của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, hiện có hơn 30% căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng làm khung sắt bịt kín ban công hoặc có chừa lối thoát hiểm nhưng đã khóa chặt. Đa số các hộ gia đình chưa trang bị mặt nạ phòng độc, dụng cụ thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù ban quản lý tòa nhà phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần vận động buộc tháo dỡ, tạo điều kiện cho xe thang cứu hộ tiếp cận khi xảy ra sự cố, nhưng người dân vẫn thờ ơ, thiếu hợp tác. Còn đây là lối thoát nạn bằng cầu thang bộ của chung cư cao tầng có cửa ngăn khói. Người dân đã dùng vật dụng ngăn chặn không cho cửa đóng. Khi có phát sinh nguồn lửa, khói từ tầng thấp bốc lên thì những người tầng trên cũng khó mà thoát nạn. Cái việc mà dân mà tự động khóa chốt những cái cửa mà thoát hiểm phía trong của chung cư thì cũng đó là những cái mà chúng tôi thường xuyên vận động bà con, nhắc nhở bà con là không được làm những cái việc đó, vì làm những cái việc đó là mình tự sát khi có cháy xảy ra. Theo phân tích của giới chuyên môn, nguyên nhân cháy và gây tử vong nhiều người ở hai chung cư gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây là do nguồn lửa bắt đầu từ tầng chứa xe máy và khói độc thông qua lối thoát hiểm bằng cầu thang bộ bên trong tòa nhà gây chết ngạt nhiều người. Trong khi đó, hầu hết các chung cư tại Đà Nẵng tuy đã được nghiệm thu thẩm định đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, nhưng lại có thiết kế và đặc điểm tương tự. Nếu có xảy ra sự cố cháy nổ, tìm được lối thoát nạn an toàn là điều nan giải. Mới đây, thành phố đã chi lượng ngân sách khá lớn để cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tất cả các chung cư trên địa bàn. Thế nhưng, nguy cơ cháy các chung cư luôn hiện hữu, đặc biệt là các chung cư có tầng hầm để ô tô xe máy. Đối với các khu chung cư bây giờ xây dựng thì hầu hết là các cái hành lang thoát nạn và cái cầu thang thoát nạn đều nằm trong nhà. Cho nên khi xảy ra cháy thì cái cầu thang và cái hành lang thoát nạn trong nhà nó sẽ trở thành, nếu như không có cái giải pháp ngăn cháy tốt thì nó sẽ trở thành cái nơi dẫn khói, trở thành cái ống khói. Cho nên là có thể là cái việc thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn. Kể cả anh thoát ra được hành lang, anh thoát ra được cầu thang, nhưng mà anh bị chết ngạt trước khi chết cháy. Vậy để đảm bảo thoát nạn an toàn, kịp thời chữa cháy có hiệu quả, việc nâng cao ý thức phòng cháy và kỹ năng chữa cháy và thoát nạn của người dân là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, vai trò của chủ đầu tư, nhà quản lý chung cư là tìm ra giải pháp phòng cháy, thoát nạn an toàn lâu dài, bền vững, thì những vụ cháy chung cư gây thiệt hại về người và tài sản mới mong được giảm thiểu.